Xin chào tất cả các bạn. Rất vui vì ngày hôm nay được quay trở lại cùng với các em ở trong buổi học này. Không biết là bây giờ thì các bạn đã có thể lên xem phần livestream ở trong buổi tối ngày hôm nay chưa? Nhưng mà hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với các bạn rồi. Thế nên nếu như các em đã lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhá, được không nào? Chị biết là ngày hôm nay bởi vì là do chị đổi lịch thế nên cũng có khá là nhiều bạn không tham gia học được. Nhưng không có vấn đề gì cả. Nếu như mà các bạn bị cấn lịch ấy thì các em có thể nhắn giúp cho chị. Các em có thể nhắn giúp là hôm nay các em bận và sau đó thì các bạn chủ động xem lại giúp chị nha. Ok không nào? Nha. Sau đó thì chúng mình sẽ chủ động nha. Ok không nào? Rồi, đợi mọi người thêm khoảng 30 giây nữa thôi nhá. Rồi chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi tối ngày hôm nay cùng với nhau được không nào? Ok không ạ? Các bạn thân mến, ở buổi ngày hôm trước ấy thì chị Quỳnh đã đang hướng dẫn các bạn về tác phẩm Chữ Người Tử Tù của nhà văn Nguyễn Tuân rồi, đúng không nào? Ngày hôm nay chị tiếp tục quay trở lại cùng với các bạn ở trong tác phẩm Chữ Người Tử Tù của nhà văn Nguyễn Tuân. Và trong lúc mà đợi mọi người lên thì chúng mình sẽ cùng nhau nói lại một chút xíu về một nhà văn rất là đặc biệt này các em nhé. Chúng ta đều biết rằng là nhà văn Nguyễn Tuân là một trong những gương mặt nhà văn tiêu biểu của nền văn học Việt Nam hiện đại. Nếu như mà nói về Nguyễn Tuân ấy thì chị không biết là các bạn sẽ nhắc tới những cái cụm từ nào khi mà các em nhắc về nhà văn Nguyễn Tuân. Không biết là các bạn sẽ nhắc tới những cái cụm từ nào ạ? Các em sẽ đưa ra được những từ khóa nào về nhà văn Nguyễn Tuân ạ? Buổi trước thì chúng mình đã học cùng với chị Quỳnh rồi, đúng không nào? Không biết là các em có còn nhớ thông tin gì không ạ? À đương nhiên rồi, đó là một người nghệ sĩ tài hoa, đúng không ạ? Và rất là uyên bác, đúng không ạ? Tài hoa uyên bác vẫn chưa đủ để nói về Nguyễn Tuân các em ạ. Chúng mình sẽ còn phải có ngông nghênh kiêu bạc nữa, đúng không nào? Ngông nghênh kiêu bạc, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là cái chữ ngông của Nguyễn Tuân là một trong những cái ngông mà người ta nói rằng là đó là cái ngông có cơ sở. Bởi vì đây là một trong số những nhà văn vô cùng tài năng của nền văn học Việt Nam hiện đại, đúng không ạ? Nhắc tới Nguyễn Tuân, chúng ta sẽ phải nhắc tới cả gì nữa nhỉ? Cái đẹp, đúng không ạ? Bởi vì người ta nói rằng là gì? Cái đẹp, cả cuộc đời của Nguyễn Tuân, Nguyễn Tuân đi phụng sự cho cái đẹp, đúng không ạ? Luôn luôn viết về cái đẹp, theo đuổi cái đẹp. Ok chưa nào? Và chúng ta cũng thấy rằng là đây là một nhà văn mà có ý thức về cái tôi cá nhân rất là cao, được chưa nào? Thêm vào đó, chúng ta cũng thấy đây là một nhà văn cực kỳ yêu tiếng Việt. Chính bởi vì là rất yêu tiếng Việt, thế nên Nguyễn Tuân được coi là giống như là thầy phù thủy ngôn từ, là người luyện đan ngôn ngữ. Bởi vì bản thân Nguyễn Tuân ấy thì nghiên cứu rất là nhiều về tiếng Việt và cũng sử dụng rất là nhiều những cái từ ngữ mới mẻ ở trong số những cái, ở trong những cái tác phẩm của mình, được không nào? Thế nên là chúng ta sẽ lưu ý giúp chị về phần này nhé. Chị tin là ở buổi hôm trước thì bản thân chị Quỳnh đã chia sẻ với các em rất là nhiều những cái câu chuyện khác nhau về nhà văn Nguyễn Tuân rồi, đúng không nào? Cộng thêm với đó thì chị Quỳnh cũng đã cung cấp cho các bạn rất là nhiều những cái thông tin khác nhau về nhà văn Nguyễn Tuân rồi. Nhưng chị chỉ muốn nói với các bạn một điều, đó là chúng ta thấy rằng là Nguyễn Tuân là một nhà văn mà người ta nói rằng nhắc tới Nguyễn Tuân thì đó chính là một trong những cái định nghĩa đầy đủ nhất về một người nghệ sĩ, đúng không ạ? Nếu như mà theo cái lời nhận định của Vũ Ngọc Phan thì chỉ người ưa suy xét đọc Nguyễn Tuân mới thấy thú vị. Vì văn Nguyễn Tuân không phải thứ văn để người nông nổi thưởng thức. Nó khá là giống, và chị thường giảng cho các bạn và nói với các bạn về Nguyễn Tuân cũng với cái ý như thế này. Đó là người ta vẫn hay bảo là văn chương của Nguyễn Tuân vốn dĩ không phải là thứ văn chương dành cho những kẻ tầm thường. Văn chương của Nguyễn Tuân là thứ văn chương mà chúng ta phải gặm nhấm từng chút một thì mới có thể cảm nhận được đủ đầy về tất cả những gì mà bản thân Nguyễn Tuân muốn truyền tải qua những cái câu, qua những chữ của mình. Ngày trước hồi trung học cơ sở, các bạn cũng đã được học một cái đoạn trích nhỏ trong một số, trong cái tác phẩm rất nổi tiếng của Nguyễn Tuân, đó là bài Cô Tô. Không biết là các bạn có còn nhớ hay không? Nhưng mà Nguyễn Tuân đã đi miêu tả về hòn đảo Cô Tô rất là đẹp, đúng không ạ? Đặc biệt là buổi sớm bình minh trên đảo Cô Tô. Tất cả mọi thứ hiện lên trong veo, tất cả mọi thứ hiện lên về cái sự ấm áp. Và chúng ta nhìn thấy ở trong đó là gì ạ? À, chúng mình nhìn thấy ở trong đó là tất thảy
những cái tâm huyết của Nguyễn Tuân dồn lại ở trong từng câu từng chữ của mình để viết về cái đẹp của khung cảnh thiên nhiên của một vùng đảo, đúng không ạ? Cũng có một cái lời nhận định rất nổi tiếng của Vũ Ngọc như thế này về cái việc dùng từ của Nguyễn Tuân, đó là tinh thần tự nguyện dấn thân bám trụ ở thành trì cái đẹp là biểu hiện sinh động cho nhân cách văn hóa lớn nhà văn Nguyễn Tuân đặc Việt Nam. Hay là theo ý của Tố Hữu thì ông nói rằng Nguyễn Tuân xứng đáng được mệnh danh là chuyên viên cao cấp tiếng Việt, là người thợ kim hoàn của chữ. Các bạn thấy không ạ? Có rất là nhiều những cái nhận định hay dành cho tác giả này. Nguyễn Tuân ngày trước thì đã từng tự tuyên bố rằng là lòng kiêu hãnh thì đã xui khiến ta chỉ chơi một lối độc tấu trong văn chương. Và có lẽ cũng chính bởi cái tuyên bố đầy ngông nghênh ngạo nghễ đó của mình mà sau này Nguyễn Tuân đã làm điều đó thật. Có rất là nhiều những cái giai thoại kể về tác giả này, nhưng quả thực là chỉ cần nhìn vào bức ảnh của Nguyễn Tuân thôi là chúng mình đã thấy toát lên cái phong thái nghệ sĩ vô cùng đậm nét ở trong đó rồi, chứ không nói gì tìm hiểu về những cái câu chuyện về cuộc đời của Nguyễn Tuân, đúng không ạ? Chị không biết là chị Quỳnh đã kể cho các bạn nghe câu chuyện của Nguyễn Tuân và vợ của mình hay là chưa. Nếu như mà chị Quỳnh kể rồi thì ngày hôm nay chị Hiên vẫn kể lại cho các bạn một lần nữa, được không ạ? Để chúng mình sẽ có một cái góc nhìn rất là thú vị về tác giả này nhá. Có lẽ là các bạn chưa bao giờ có những cái góc nhìn như vậy về tác giả này cả. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thử xem một cái con người mà bình thường, tức là gì ạ? Một cái con người mà nó khác thường, phải nói thực sự là một người khác thường giống như Nguyễn Tuân, thì có một người vợ như thế nào? Ông ấy có bao nhiêu người con? Chị sẽ đọc cho các bạn một cái bài báo trích trên báo Thanh Niên như thế này các em nhé. Như sau các bạn ạ. Mối tình đầu cũng là mối tình cuối của Nguyễn Tuân. Do chính ông kể lại, không hề có những hẹn hò tình tứ thơ mộng của tuổi mới lớn. Thứ nhất, Nguyễn Tuân cưới vợ sớm vì bố ốm nặng. Không biết là các bạn có biết đến cái câu chuyện này hay không? Trong tạp chí tác phẩm mới số 8 năm 1990 đã đăng lời phát biểu của Nguyễn Tuân rằng: "Tôi không có kỷ niệm đẹp về thời thơ ấu và tuổi thanh xuân. Tôi chưa có tuổi trẻ thì đã thành ông cụ non rồi. Tôi viết vang bóng một thời và thiếu quê hương từ những năm 29-30 tuổi. Như vậy thì làm gì có tuổi trẻ." Nguyễn Tuân thì sinh tại phố Hàng Bạc, Hà Nội, là con trai của cụ Nguyễn An Lan, tức là ông Tú Hải Văn, một nhà nho bất đắc chí nhưng rất mực tài hoa. Thời niên thiếu, ông theo gia đình sống nhiều ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Ông kể về thời gian học thành trung ở Nam Định vào những năm 1929. Học đến năm thứ 2 trung học thì tôi đã cưới vợ. Vợ tôi là con gái Hàng Bạc, cũng là chỗ ôm môn đăng hộ đối do gia đình tôi lựa chọn cho. Tôi cưới vợ sớm vì hồi đó bố tôi ốm nặng, sợ không qua khỏi. Tôi là con trưởng, hai gia đình quen biết nhau đã lâu nên bà cụ muốn cưới sớm. Vợ của nhà văn Nguyễn Tuân là bà Vũ Thị Tuệ. Sau khi cưới thì Nguyễn Tuân vẫn còn đi học. Vì tham gia bại khóa phản đối giáo viên Pháp nói xấu người Việt nên ông bị đuổi học, bị ghi vào hồ sơ trong 5 năm không được nhận vào làm ở các cơ quan nhà nước. Ông kể tiếp rằng là mẹ tôi lấy cho một bát họ là hụi đấy. Bây giờ các em hay nghe tới cái cụm từ bốc bát họ đúng không? Rồi, để tôi mở hiệu sách, tôi làm đại lý cho các báo Trung Bắc Tân Văn, Thanh Nghệ Tĩnh, Tiểu Thuyết Thứ Bảy. Được vài năm thì tôi phá sản gần sạch, đành đưa vợ con về sống bám vào thầy mẹ tôi. Lúc này thì bà Tuệ mới sinh con trai đầu lòng được 2 tháng. Nguyễn Tuân lúc bấy giờ nổi máu giang hồ, cùng bạn bè rủ nhau trốn đi Thái Lan. Vừa chân ướt chân ráo đến Bangkok thì bị bắt giải về Hà Nội. Được thả về, ông làm chân giữ kho ở nhà máy đèn Thanh Hóa. Một hôm, chủ sở bắt gặp tôi đang đánh máy. Đây không phải là công việc của tôi. Nó hỏi tôi đánh máy cái gì. Bạn bè chung quanh nói anh ấy đang làm thơ. Thằng chủ sở tức mình, xách cả cái máy định ném vào đầu tôi. May mà tôi tránh được, thế là tôi bỏ việc, ông kể. Các bạn thấy không ạ? Cái sự ngông nghênh của Nguyễn Tuân không phải là chỉ thể hiện trên những cái trang văn đâu ạ. Mà qua cái câu chuyện mà chị kể cho các bạn thì các bạn có thể thấy rằng đó là một cái sự ngông nghênh mà nó bắt nguồn gốc rễ từ máu của Nguyễn Tuân rồi ạ. Kể cả là cuộc sống của Nguyễn Tuân thì cũng như vậy. Chứ không phải là gì ạ? Chứ không phải là đó chỉ là cái sự ngông nghênh mà ông ấy cố tình thể hiện trên những trang viết của mình đâu. Mà con người của Nguyễn Tuân là như vậy. Đây, có một cái câu chuyện như thế này. Bà Tuệ nhớ lại: "Không được bao lâu thì nhà tôi lại xách vali ra đi. Tôi không hề ngăn cản nhà tôi trong những chuyến đi, rất yêu quý và phục ông ấy. Tôi không muốn làm phiền ông, mặc dù xa ông tôi buồn biết bao nhiêu. Biết làm sao được khi mà Nguyễn Tuân là người tôn thờ chủ nghĩa xê dịch và thèm đi giữa buổi Tây Tàu nhố nhăng làm thất
làm lạc mất giá trị, làm lạc mất quan niệm cũ, làm tiêu mất bao giá trị tinh thần. Đây là cái câu mà ông đã viết trong Vang Bóng Một Thời ạ. Là một trong số những cái tác phẩm rất nổi tiếng của Nguyễn Tuân, tìm về những cái vẻ đẹp của quá khứ. Và một trong số những cái tác phẩm mà chúng ta đang được học đấy, đó là Chuyện Ngắn Chữ Người Từ Tù, được không nào? Chính trong thời đi giang hồ, ông có gửi về cho vợ con một bài thơ. Ấy là lúc ông đang theo đoàn làm phim của Nguyễn Doãn Vượng sang Hồng Kông đóng phim Cánh Đồng Ma. Bài thơ viết vào dịp cuối năm nơi đất khách quê người mới não ruột làm sao. Bốn bể cũng là nhà, Tết này ở lại xa, hồn quê theo lá rụng, đất khách đóng trò ma. Gió bụi quên ngày tháng, biển hồ gặp sông pha, đừng cho đàn trẻ biết, rối ruột khách thiên nha. Và bà Tuệ còn kể thêm một chi tiết khá là thú vị. Đó là lúc mà sắp sửa đẻ đứa thứ 6 ấy, là nhà tôi viết thư về và hẹn là sẽ đưa tôi đi sinh. Tôi sung sướng chờ đợi, nhưng đợi mãi, nhà tôi vẫn không về. Ngay một bức điện, một bức thư đưa tin cũng không có. Đã đến ngày sinh, tôi buồn rầu thui thủi một mình vào nhà hộ sinh, không tránh khỏi có phần tủi thân và thầm oán trách sự vô tâm của nhà tôi. Không những vô tâm, ông còn đềnh đoảng nữa. Đạo diễn Đình Quang cho biết là có lần Nguyễn Tuân dẫn con vào rạp cine xem chiếu bóng. Tan phim thì ông mải theo bạn bè đi chơi tiếp, bỏ quên con đang nằm ngủ trèo queo trong rạp. Đến khi nhớ lại thì ông vội chạy đến rạp thấy vắng hoe, lo cuống lên thì không ngờ bà Tuệ đã đến dẫn con về tự lúc nào rồi. Thấy không ạ? Các bạn thấy không? Tức là một nhà văn mà chúng ta thấy rằng rõ ràng là cái câu, những cái câu chuyện này chị kể để cho các em có thể nhìn nhận thấy một điều rằng là bản thân mỗi chúng ta ấy, dù có là thiên tài thì cũng sẽ luôn luôn có những cái khiếm khuyết. Chính bởi vậy mà người ta mới nói rằng là nhân vô thập toàn, đúng không ạ? Thế thì ở đây chúng mình cũng nhìn thấy được những cái nét tính cách, chúng mình cũng nhìn thấy được những cái sự vô tư đỉnh đoàn của Nguyễn Tuân trong cái cuộc sống vợ chồng chăm sóc con cái. Thế nhưng mà trái ngược lại với điều đó thì ông lại là một người rất là toàn diện ở trong những cái trang viết của mình, đúng không ạ? Nói về vợ mình thì Nguyễn Tuân tâm sự rằng là không hiểu bà ấy quý tôi về cái nỗi gì, chứ tôi phá bà ấy nhiều bận đến là điêu đứng. Dù vậy thì bà Tuệ vẫn thành thật bộc bạch rằng tính cách hai chúng tôi rất khác nhau, nhưng sao vẫn hợp nhau. Nhà tôi khó tính, rất khó tính, càng lớn tuổi càng khó tính, nhưng tôi vẫn cố chịu được. Đến năm 1986, Nguyễn Tuân ốm nặng, sợ không qua nổi, bèn nói vui với vợ rằng bà với tôi thì ai nên đi trước. Không ngờ bà Tuệ trả lời một câu mà Nguyễn Tuân nhận xét là rất tình tứ như thế này, đó là: ông đi trước thì tôi sẽ buồn lắm, nhưng tôi mà đi trước thì ông sẽ rất khổ, vì không ai săn sóc ông được như tôi, và như vậy tôi chết cũng không đành. Có thể thấy rằng là nếu như mà không có sự nhẫn nại chịu đựng của bà Vũ Thị Tuệ thì chúng ta có lẽ là chắc sẽ không có được những cái trang tuyệt bút về Vang Bóng Một Thời, về Tàn Đèn Dầu Lạc, về Tùy Bút Một, Tùy Bút Hai, Chùa Đàn, rồi Tình Chiến Dịch, Hà Nội Ta Đánh Mỹ Giỏi, vân vân. Về cuối đời thì bà Tuệ cho biết thêm rằng nghĩ lại, từ khi lấy nhau cho đến lúc có 7 mụn con, chúng tôi xa nhau luôn. Biết bao khó khăn vất vả, nhưng cứ mỗi lần nhà tôi đi xa về, thấy các con khôn lớn, ông rất vui, tôi cũng thấy mát lòng, quên đi những phiền muộn vất vả. Đối với tôi, nhà tôi lúc nào cũng chu đáo, nhà tôi chưa hề nặng lời với tôi lần nào. Mặc dù xa nhau, nhưng tôi vẫn tin ở nhà tôi. Hồi trước cách mạng, nhà tôi cũng theo bạn đi hát Ả Đào. Tôi còn nhớ có lần có người đến gõ cửa báo tin cho mẹ con tôi biết là nhà tôi đang ở nhà này nhà nọ. Tôi cứ mặc kệ, dưới mắt tôi, nhà tôi bao giờ và lúc nào cũng là một người có suy nghĩ. Được không ạ? Các bạn ơi, thì đó là một trong những cái bài báo mà chị cảm thấy là chia sẻ rất là chân thật về Nguyễn Tuân. Và quả thực là đó, chúng ta có thêm một cái khía cạnh, một cái góc nhìn mới, đúng không ạ? Chúng mình có thêm một cái khía cạnh và chúng mình có thêm một cái góc nhìn mới về một người nghệ sĩ vô cùng tài năng của nền văn học Việt Nam hiện đại. Còn rất là nhiều những cái giai thoại thú vị nữa về Nguyễn Tuân. Nhưng mà chị nghĩ rằng là nếu như có thể thì chị em mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau ở trong chương trình Ngữ Văn lớp 12 các bạn nhé. Bởi vì lên chương trình Ngữ Văn lớp 12 thì chúng mình sẽ cùng nhau được học một cái tác phẩm có tựa đề là Người Lái Đò Sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Một trong số những tác phẩm mà đã từng khiến cho rất nhiều các thế hệ học sinh cảm thấy chấn động. Bởi vì tại sao bài đó nó lại dài và khó đến thế? Thế thì dài và khó như thế nào thì cứ để năm sau chị em mình lại tính tiếp nha.
Còn bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại, được không ạ? Chúng mình sẽ cùng quay trở lại với cái phần phân tích tác phẩm này, đúng không? Ở buổi hôm trước thì chị Quỳnh đã cùng với các bạn phân tích xong về nhân vật Huấn Cao rồi. Ở trong buổi ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về nhân vật Viên Quản Ngục các em nhé. Ok không nào? Chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về nhân vật Viên Quản Ngục và chúng ta sẽ phân tích thật là kỹ lưỡng về khung cảnh cho chữ em nha. Được không nào? Rồi, chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về số 2 nhỏ ạ. Nhân vật Viên Quản Ngục. Được không ạ? Hai nhỏ, nhân vật Viên Quản Ngục. Ở buổi trước, khi mà tìm hiểu về nhân vật Huấn Cao ấy, thì các bạn đã thấy rằng là hiện lên trong trí nhớ của bạn đọc, chúng ta có hình ảnh về nhân vật Huấn Cao là một tài năng hiếm có trong việc gì ạ? Viết thư pháp. Đây là một trong số những con người mà người ta nói rằng là văn võ song toàn, đúng không ạ? Có tài viết chữ rất nhanh và rất đẹp. Chữ của ông Huấn Cao đẹp lắm, vuông lắm. Có được chữ ông Huấn mà treo là có được một báu vật ở trên đời. Và ông ấy cũng là một tâm hồn người gì ạ? Cũng là một tâm hồn yêu nghệ thuật, đúng không nào? Trong sáng. Và chúng ta cũng thấy rằng là trong hàm chứa ở trong đó là một tâm hồn rất là cao đẹp và trong sáng. Không vì vàng ngọc hay quyền thế mà ép mình viết câu đối bao giờ, đúng không ạ? Chúng ta có thể thấy đây là một con người trọng nghĩa, khinh lợi, chỉ gì ạ? Chỉ cho chữ những người tri kỷ mà thôi. Khi chưa biết tấm lòng của Viên Quản Ngục thì xem y là kẻ tiểu nhân. Khi biết tấm lòng biệt nhẫn liên tài của Quản Ngục thì Huấn Cao nhận lời cho chữ và chỉ cho chữ những người biết trân trọng cái tài và quý cái đẹp. Câu nói của Huấn Cao với Viên Quản Ngục đã thể hiện gì ạ? Đã thể hiện được cái sự trân trọng của Huấn Cao đối với con người này. Đối với những người có sở thích thanh cao, có nhân cách cao đẹp. Và trong mắt của Viên Quản Ngục, hay là kể cả trong mắt của bất cứ thì ạ, hay là kể cả trong mắt của bất cứ một bạn đọc nào, thì chúng ta cũng thấy đây là một nhân vật mà như thế nào ạ, luôn luôn là một người anh hùng, là một người nghệ sĩ, là một người có thiên lương trong sáng. Và dù đã vào tù nhưng mà rõ ràng bản thân ông vẫn luôn luôn giữ được cái cốt cách hiên ngang và chính trực của mình, thản nhiên rũ rệt trên thanh công. Khi được Viên Quản Ngục biệt đãi thì thản nhiên nhận rượu thịt như là vẫn làm cái hứng gì ạ, cái hứng bình sinh mà thôi, và trả lời Quản Ngục bằng một cái thái độ khinh miệt, đó là ngươi hỏi ta muốn gì, đúng không ạ, thì ta muốn là ngươi, nhà ngươi đừng đặt chân vào đây nữa. Một cái phong thái tự do, ung dung và xem nhẹ cái chết. Đây là một trong số những cái tuýp nhân vật mà nếu như các em có đọc Vang Bóng Một Thời thì các bạn sẽ thấy rằng là đây là một cái tuýp nhân vật thường gặp. Được không ạ? Đây là một cái tuýp nhân vật thường gặp. Và chúng ta thấy rằng là rõ ràng là cả cái cuốn Vang Bóng Một Thời của mình, bản thân Nguyễn Tuân chỉ đi tìm những cái vẻ đẹp ở trong quá khứ mà thôi. Bởi vì người ta nói rằng giống như Nguyễn Tuân đấy, cái thời điểm đấy là cái thời điểm ông thấy rằng xã hội có quá nhiều những cái đảo lộn và bản thân ông bây giờ đang đi tìm về những cái giá trị của quá khứ, muốn tìm lại những cái vẻ đẹp, cái giá trị của quá khứ. Đây cũng là một trong số những cái sợi dây xuyên suốt trong cái gì ạ? Trong cái sợi dây văn học của Nguyễn Tuân, kể cả trước hay là sau cách mạng. Nhưng mà sau cách mạng thì bản thân Nguyễn Tuân đã hòa nhập hơn với cuộc đời rất là nhiều. Và cái sự hòa nhập đó như thế nào thì ở buổi sau, chúng mình sẽ ở trong năm sau, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về Người Lái Đò Sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về nhân vật Quản Ngục cùng với chị. Ok không ạ? Mặc dù là Quản Ngục không phải là nhân vật gọi là chính nhất ở trong tác phẩm này, nhưng nếu như không có nhân vật Quản Ngục thì có lẽ là chúng ta sẽ không nhận ra được nhiều những cái khía cạnh tốt đẹp hơn nữa ở trong con người của Huấn Cao, đúng không nào? Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về nhân vật này các em nhé. Trước tiên bao giờ cũng vậy, kiến thức về tìm hiểu nhân vật đấy, đúng không? Nhân vật, chị luôn luôn nói với các bạn rằng là đây nhá, chị sẽ đưa cho các bạn một cái công thức luôn để các bạn chú ý. Có nghĩa là ở trong truyện ngắn thì nó sẽ bao gồm rất là nhiều những cái yếu tố khác nhau để có thể tạo thành được một truyện ngắn hoàn hảo. Thế nhưng nó sẽ thường bao gồm này, một là tình huống truyện. Được không ạ? Cái số 2 là nhân vật truyện. Và cái số 3 là cách trần thuật. Ok không? Được không nào?
Một là tình huống truyện, hai là nhân vật truyện và ba là cách trần thuật. Thêm vào đấy thì chúng mình sẽ còn rất là nhiều thứ nữa mà các bạn cần phải quan tâm. Nó bao gồm ví dụ này, nhan đề này, nó bao gồm này, chi tiết này, nó bao gồm này, giá trị hiện thực này, đúng không? Giá trị nhân đạo này. Ok chưa? Thế thì ngày hôm nay chúng ta quan tâm nhất tới cái này. Ok không ạ? Chúng mình sẽ quan tâm nhất đến cái này các em nhé. Đó là nhân vật truyện nhé các em nhé. Ok chưa nào? Chúng mình sẽ quan tâm nhất đến nhân vật truyện. Ok chưa ạ? Vậy thì đây, nhân vật truyện ngày hôm nay là nhân vật viên quản ngục. Chị sẽ có một cái công thức cơ bản cho các bạn như thế này, để các bạn chú ý giúp chị nhé. Khi mà phân tích một cái nhân vật ý, thì đương nhiên bao giờ cái phần mở bài các em cũng đã làm xong để giới thiệu được vào nhân vật đó rồi, đúng không? Thế bây giờ chúng mình cùng nhau chuyển sang phần thân bài nhé. Ở trong phần thân bài này, luận điểm số 1 tác giả tác phẩm chị không nói, nhưng mà trong cái luận điểm số 2 ấy, thì bao giờ các em cũng phải theo một cái trình tự xuyên suốt giúp chị. Và cái trình tự này nó sẽ bao gồm như sau. Cái số 1 là gì nhỉ các bạn nhỉ? Cái số 1 là phải khái quát về cái nhân vật này, cách giới thiệu đã. Nếu như nhân vật này mà có cách giới thiệu thì các bạn phải làm sáng tỏ cái này nhá. Cái này nó sẽ biểu thị rất rõ ở một cái nhân vật mà sắp tới đây các bạn sẽ được học. Đây là một trong số những tác phẩm mà chị cực kỳ thích của nhà văn Nam Cao, và cũng được đánh giá là một trong số những cái tác phẩm mà chị thích nhất trong chương trình ngữ văn lớp 11 luôn, được không ạ? Đó là Chí Phèo của nhà văn Nam Cao, được không ạ? Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Thì khi mà về nhân vật Chí Phèo này thì đương nhiên sẽ có một cái cách giới thiệu, đó là bắt đầu bằng một tiếng chửi ấy, được không ạ? Hắn chửi trời, chửi đời, chửi gì ạ? Những ai đã gì ai đẻ ra hắn, chửi những ai không chửi nhau về hắn. Ok chưa ạ? Thế thì đây là cái cách giới thiệu này. Sau khi cách giới thiệu xong thì chúng mình sẽ có những cái ý gì ở đây? Cách giới thiệu xong nhá, thì các bạn sẽ làm sáng tỏ lai lịch ngoại hình giúp chị. Cái này nhá, các bạn hãy lưu ý giúp chị này. Không phải ở trong tác phẩm nào cũng sẽ có những cái cách giới thiệu độc đáo về nhân vật. Thế nên là sẽ có những cái tác phẩm mà chúng ta phân tích nhân vật, chúng ta không có cách giới thiệu mà chúng ta sẽ đi luôn vào lai lịch ngoại hình. Ok chưa ạ? Sau khi lai lịch ngoại hình xong, chúng ta sẽ phân tích những cái tính cách và phẩm chất, được không ạ? Chúng ta sẽ đi vào những cái tính cách và phẩm chất. Ok chưa? Thì ở trong tính cách và phẩm chất này ấy, thì các bạn sẽ lưu ý giúp chị rằng là chúng ta có thể gọi là phân tích theo những cái sau. Một là diễn biến tâm trạng của cái nhân vật đó, bởi vì là có thể là người ta sẽ viết cái tác phẩm này theo một cái chiều xuôi của thời gian chẳng hạn, thì chúng ta có thể phân tích diễn biến tâm trạng theo cái chiều xuôi của thời gian đó. Thế nhưng mà cũng có nhiều trường hợp là chúng ta sẽ phân tích những cái hành động của nhân vật để suy ra được cái tính cách phẩm chất của nhân vật này. Thì đây là một cái rất là quan trọng, cái này chính là cái quan trọng nhất khi mà chúng ta làm về bất cứ một cái nhân vật nào. Ok chưa ạ? Thế sau đấy luận điểm 3 thì các bạn bắt đầu khái quát, và sau đó thì các bạn kết bài thôi. Ok không ạ? Đấy, thì đấy là cái công thức cho các bạn để khi mà các bạn làm, các bạn phân tích bất cứ một cái nhân vật nào đó thì các bạn cũng sẽ chú ý giúp chị nhé. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại cái nhân vật ngày hôm nay như chị muốn chia sẻ cùng với các bạn. Đó là nhân vật viên quản ngục. Nhân vật viên quản ngục. Được không này? Chúng mình sẽ cùng quay trở lại với nhân vật ngày hôm nay, nhân vật viên quản ngục. Có thể thấy rằng là khi mà đảm nhận cái công việc là quản ngục ấy, thì con người ấy hàng ngày sống giữa những cái gông xiềng và tội ác. Quản ngục chính là nhân vật mà tượng trưng cho, đại diện cho cái giai cấp thống trị lúc bấy giờ. Công việc ấy nhất thiết phải chứng kiến rất là nhiều những cái điều xấu xa. Và đương nhiên rồi, con người thì sẽ bị ảnh hưởng bởi môi trường mà, chúng ta đều biết cái điều đấy. Những cái hoàn cảnh xấu xa như thế sẽ khiến cho dù là một con người lương thiện đến đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ có những cái sự thay đổi về tâm tính, đúng không ạ? Khi bùn nhơ nhấm nháp dần và kéo nhân cách của người ta đi vào bóng tối. Nếu như mà đứng trên vị thế của xã hội mà nhìn xuống thì quản ngục chính là một trong những người mà Huấn Cao muốn đạp đổ và xóa bỏ. Bởi vì Huấn Cao là một người anh hùng nhưng mà lại không sinh ra ở đúng thời, đúng không ạ? Mặc dù là Huấn Cao rất là muốn làm những cái điều lớn lao, nhưng mà một mình Huấn Cao thì rất là khó để có thể làm được. Một người ở tầng lớp thống trị, một người đứng về phía người dân thuộc tầng lớp bị trị. Hai con người này là hai con người đang đứng ở trong cái thế đối lập với nhau. Và trong nhãn quan nghệ thuật của Nguyễn Tuân thì ông đã làm ra một cái điều hết sức bất ngờ ở trong truyện ngắn của mình.
đó là để cho cái thiện, cái đẹp vẫn nảy sinh ươm mầm sống trong cái ác. Và thái độ của viên quản ngục với tử tù Huấn Cao là thái độ rất đáng quý, rất là đáng trân trọng, và thể hiện được rằng là đó cũng là một cái con người mà hàm sâu ở trong trái tim vẫn là cái thiên lương trong sáng. Được không ạ? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về nhân vật này các em nhé. Rồi, trước tiên về ngoại hình của viên quản ngục. Lai lịch, ngoại hình của viên quản ngục. Được không? Lai lịch ngoại hình của viên quản ngục. Chúng ta thấy rằng là ngoại hình của viên quản ngục được khắc tạc rõ nét nhất là ở qua cái đoạn đầu ấy, đúng không ạ? Khi mà ông đang ngồi suy nghĩ bên cạnh cái án thư màu vàng son đã nhạt, với cây đèn leo lét rọi vào khuôn mặt nghĩ ngợi. Đầu ông đã điểm hoa dâm, râu đã ngả màu. Những đường nhăn nheo của bộ mặt tư lự bây giờ đã biến mất hẳn, chỉ còn là mặt nước ao xuân bằng lặng, kín đáo và êm nhẹ. Được không ạ? Chúng ta thấy rằng là cái tài cầm bút của Nguyễn Tuân khiến cho người ta thật là nể phục. Chúng ta tìm hiểu về một nhân vật với những cái dòng văn rất là đẹp, đúng không ạ? À, thế thì đây là một cái con người mà như thế nào các bạn nhỉ? Về lai lịch ngoại hình của viên quản ngục, chúng ta có những cái chi tiết như thế nào ạ? Các bạn ơi, đồng thời thì các em cũng sẽ bỏ sách giáo khoa ra giúp cho chị nhá. Để trong những cái phần cần thiết ý, thì các bạn có thể giúp cho chị gạch luôn vào trong sách giáo khoa để chúng mình sẽ ghi nhớ luôn. Ok không ạ? Chúng mình sẽ luôn vào sách giáo khoa để chúng mình sẽ ghi nhớ cái phần đó luôn. Ok chưa nào? Rồi, thứ nhất, ngoại hình của viên quản ngục. Đây là một người tuổi đã bước vào tuổi trung niên, đúng không ạ? Bước vào tuổi trung niên. Ok chưa nào? Cái chi tiết mà cho chúng ta thấy đó là gì nhỉ? Chi tiết mà cho chúng ta thấy đó là gì? À các bạn ơi, chi tiết mà cho chúng ta thấy là nhân vật này đang ở độ tuổi trung niên là gì? Đầu đã điểm hoa dâm, đúng không ạ? Tóc đấy, được không ạ? Điểm hoa dâm, râu đã ngả màu, và những đường nhăn nheo của bộ mặt tư lự. Được không ạ? Rồi, râu. Được không nào? Gì nữa nhỉ? À, những đường nhăn nheo. Của bộ mặt tư lự. Được không ạ? Rồi, bây giờ đã biến mất hẳn, chỉ còn là mặt nước ao xuân bằng lặng, kín đáo và êm nhẹ. Rồi các bạn ơi, các bạn thấy không ạ? Miêu tả về nhân vật, miêu tả về nhân vật viên quản ngục, chúng ta thấy rằng là thể hiện ông cũng là một cái người như thế nào ạ? Rất là điềm đạm và phúc hậu, đúng không ạ? Và ông làm nghề gì? Nghề quản ngục. Đúng chưa? Nghề quản ngục là gì ạ? Là con người đang đứng về gì? Giai cấp thống trị. Đúng không ạ? Giai cấp thống trị. Là con người thuộc về giai cấp thống trị mục ruỗng lúc bấy giờ. Phải không ạ? Và chúng ta thấy rằng là rõ ràng là nếu như mà thế thì ông ấy phải là người gì ạ? À, nếu như mà thế thì ông ấy chắc chắn phải là người gì? Phải là người mà đứng ở bên phía cái ác rồi. Mà đặc biệt cái công việc này này là cái công việc mà thường xuyên phải tiếp xúc với gông xiềng, phải tiếp xúc với gì ạ? Tội phạm. Thì chắc hẳn rằng là cái ở một cái nơi mà nhiều bùn nhơ như vậy, kiểu gì cũng sẽ ảnh hưởng đến cái con người này, đúng không ạ? Thế nhưng mà trái lại cái điều đó thì chúng ta sẽ có được những cái thông tin về viên quản ngục ngay sau đây. Đó chính là về những cái phẩm chất của viên quản ngục. Ok chưa nào? Rồi, ý thứ hai, phẩm chất của viên quản ngục. Phẩm chất
phẩm chất của viên quản ngục. Ok, nói về phẩm chất của viên quản ngục thì trước tiên chúng ta sẽ nói rằng là đây là một người say mê cái đẹp, biết quý trọng cái đẹp và cái tài. Được không ạ? Say mê cái đẹp. Biết quý trọng cái đẹp. Và cái tài. Ok chưa nào? Là người biết say mê cái đẹp, biết quý trọng cái đẹp và cái tài. Ok chưa ạ? Chúng ta thấy rằng đầu tiên viên quản ngục xuất hiện với vẻ đẹp của một người say mê cái đẹp, quý trọng cái tài với mơ ước cháy bỏng là có được cái con chữ của huấn cao trong nhà. Sở nguyện viên, sở nguyện của viên coi ngục này là có một ngày kia được treo ở nhà riêng của mình một câu đối do tay ông huấn cao viết. Được không ạ? Và quản mục mong mỏi một ngày gần đây ông Huấn sẽ dịu bớt tính nết, thì y sẽ nhờ ông viết cho mấy chữ trên trục vuông lụa trắng đã can lại kia. Thế là y mãn nguyện. Hơn thế thì ông còn là một người mà biết quý trọng cái tài, cái đức. Đúng không ạ? Điều này được thể hiện rất rõ qua việc là chúng ta có thể thấy, thứ nhất, ngay từ khi biết tin là nhà ngục của ông sẽ tiếp nhận một người tử tù là Huấn Cao, thì trong lòng ông đã dâng lên một cái lòng, đó là gì ạ? Tiếc cho cái tài. Tiếc cho cái tài của Huấn Cao. Đúng không ạ? Ông tiếc cho cái tài của Huấn Cao, bởi vì ông biết rằng là Huấn Cao chính là một trong số những cái người tử tù đó. Và ông đặc biệt là muốn biệt đãi Huấn Cao, nhưng mà lại sợ là thầy thơ lại bẩm báo. Thế nên là ông khó lòng mà sống yên ổn được. Thế nên là ông đã có ý thăm dò thầy thơ lại. Đúng không ạ? À, sau đó nhá. Thăm dò thầy thơ lại. Thăm dò thầy thơ lại. Về việc biệt đãi Huấn Cao. Khi mà thầy thơ lại đồng ý ấy, thì ông rất là vui mừng, đúng không ạ? Và sau đó thì gì? À, ông đã thăm dò thầy thơ lại, ông đã nói như thế này: ta muốn biệt đãi ông Huấn Cao, ta muốn cho ông ta đỡ cực trong những ngày cuối cùng còn lại. Sau khi biết thầy thơ lại cũng chung một cái dạ với mình, thì quản ngục yên tâm tiếp tục tiếp đãi Huấn Cao và chuẩn bị đón một tử tù đặc biệt. Nên là ông đã có những cái công việc cụ thể, đã có những cái hành động cụ thể, đó chính là trước tiên ông làm gì nhỉ các bạn nhỉ? À, ông đã sai lính quét dọn nhà giam. Sai lính quét dọn nhà giam. Ok không ạ? Sai lính quét dọn nhà giam. Được không nào? Để làm gì ạ? À, để cho Huấn Cao ở trong đó sẽ được thoải mái. Được không ạ? Và ngày hôm sau khi mà tiếp nhận Huấn Cao thì cũng có một cái thái độ rất là khác với những cái người tử tù này. Đó chính là gì nhỉ các bạn nhỉ? À, đón tiếp Huấn Cao, tiếp nhận Huấn Cao với đôi mắt hiền lành và thái độ kính nể lộ rõ. Đón tiếp Huấn Cao với đôi mắt hiền lành và thái độ kính nể lộ rõ. Ok chưa nào? Thấy không ạ? Bởi vì là quá quý trọng cái tài của người ta mà. Đúng không ạ? Quá quý trọng cái tài của người ta. Thế nên là khi mà người ta chưa đến thì đã chuẩn bị những cái thứ tiếp đãi nó khác rồi. Và khi mà người ta đến thì cũng dùng một cái thái độ khác. Nó rất là khác thường. Đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là không có bất cứ một cái hình phạt nào để trấn áp những cái tên tử tù mới cả. Đúng không ạ? Không có bất cứ hình phạt nào để trấn áp
những tử tù mới cả. Mặc dù là bản thân Huấn Cao cũng có những cái hành động rất là gì ạ, rất là bạo ngược, nhưng mà không, không có bất cứ một cái hình phạt nào để trấn áp cả. Điều đó thể hiện cái gì nhỉ? Điều đó thể hiện cái sự trân trọng nhân cách Huấn Cao của viên coi, về của viên coi ngục. Sự trân trọng nhân cách Huấn Cao. Được không? Sự trân trọng nhân cách Huấn Cao của viên coi ngục. Và đối với người coi ngục ấy, thì Huấn Cao không phải là một người tử tù bình thường, mà đây là một cái con người mà trong ông có được một cái sự nể phục, một cái sự trân trọng bởi cái tài của Huấn Cao, bởi tất cả những cái gì mà Huấn Cao làm được lưu truyền trong dân gian, và ông có biết đến tất cả những cái điều đó. Ông rất là quý trọng điều đó, và đặc biệt là ông cực kỳ phục cái khả năng viết chữ của Huấn Cao. Được không ạ? Sau đó thì chúng ta thấy rằng là vẫn tiếp tục thể hiện cho sự say mê cái đẹp, quý trọng cái đẹp và cái tài. Viên quản ngục liên tục đã có những cái hành động thể hiện cái sự trân trọng của mình đối với Huấn Cao. Đó là gì nhỉ các bạn nhỉ? À, quản ngục biệt đãi Huấn Cao và bạn bè của Huấn Cao với thức ăn đầy đủ và chu toàn. Biệt đãi Huấn Cao và những người bạn của Huấn Cao với rượu thịt. Được không ạ? Với rượu thịt. Và như chị đã nói đấy, khi mà chị nói về nhân vật Huấn Cao thì chị nói với các bạn rằng là thật ra là Huấn Cao thì chỉ chẳng quan tâm gì đến cái việc đấy cả. Chỉ coi như đấy là cái thú bình sinh thôi. Ừ ok, người ta cho mình ăn, hôm nay ăn thịt thì mình ăn thịt, hôm nay cho uống rượu thì mình uống rượu. Mình cũng chẳng để ý đến những cái đó nữa, đúng không ạ? Thế nhưng mà sau đó thì sao nhở? Sau đó thì Huấn Cao đã gì ạ? À, sau đó thì đã đích thân đến gặp viên quản ngục. Được không nào? Quản ngục đích thân đến gặp Huấn Cao. Đích thân đến gặp Huấn Cao. Được không ạ? Đích thân đến gặp Huấn Cao và bắt đầu khép nép hỏi rằng là ngài có cần thêm gì nữa thì xin cho tôi biết, tôi sẽ cố gắng chu tất. Và mặc dù bị Huấn Cao đón tiếp với một cái thái độ khinh khỉnh, nhưng mà ông vẫn hết sức cung kính và lễ phép lui ra, chỉ nói một câu rất là nhẹ nhàng thôi. Khi mà bị Huấn Cao đuổi ra thì ông chỉ rất là nhỏ nhẹ một câu thôi, đó là xin lĩnh ý. Và từ đó thì quả thực là viên quản ngục đã không bước vào trong nhà lao nữa. Và rõ ràng là Huấn Cao đã nghĩ rằng là sợ rằng là cũng không hẳn là sợ đâu ạ, mà nghĩ là chắc là từ mai sẽ không có rượu thịt như vậy đâu. Nhưng mà viên quản ngục vẫn tiếp tục hậu đãi rượu thịt cho Huấn Cao. Và thậm chí là gì? Thậm chí là còn hậu hĩnh hơn trước. Đúng không ạ? Thậm chí là còn hậu hĩnh hơn trước. Được không ạ? Thậm chí là còn hậu hĩnh hơn trước. Và điều này thì Huấn Cao vẫn tiếp nhận mọi thứ, nói chung là cũng không khỏi nghĩ là rốt cuộc là ông này, ông ta có âm mưu gì mà lại vẫn tiếp tục rượu thịt đầy đủ như vậy. Và sự tiếp đón tinh thần phục dịch tận tụy của viên quản ngục đối với Huấn Cao, đó là một cái thái độ thể hiện sự tôn trọng thành kính trước một nhân cách đẹp. Bởi vì bản thân viên quản ngục là một người lúc nào cũng hướng về cái đẹp. Ông ấy là một người rất là yêu cái đẹp, đúng không ạ? Và chúng ta cũng thấy rằng là người ta nói rằng là viên quản ngục ấy chính là cái thanh âm trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ. Nhưng mà đúng, quả thực giống như là một bông hoa sen mọc lên giữa bùn lầy, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, đúng không ạ? Ông ấy làm tất cả mọi thứ bởi vì bản thân ông ấy là một người như thế nào ạ? Là một người tôn trọng, là một người chân quý,
Và là một người như thế nào nhỉ? Rất là yêu và trọng cái đẹp, cái tài. Được không ạ? Rất là yêu và trọng cái đẹp, cái tài. Ok không ạ? Rất là yêu và trọng cái đẹp, cái tài. Được không nào? Và tất cả những cái hành động, tất cả những cái thứ mà chị vừa phân tích với các bạn ở trên là thì nó đã thể hiện rất đầy đủ cho điều đó rồi. Ok chưa nào? Đó là cái phẩm chất đầu tiên nhá. Đây các bạn có thể nhìn thấy ở đây ạ. Cái phẩm chất đầu tiên mà chúng mình có ở đây đó chính là say mê cái đẹp này. Biết quý trọng cái đẹp và cái tài. Được không ạ? Say mê cái đẹp, biết quý trọng cái đẹp và cái tài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái phẩm chất số 2 của nhân vật này. Cái phẩm chất này thì nó cũng rất là giống với phẩm chất của Huấn Cao. Đó chính là gì nhỉ? À, đó chính là thiên lương trong sáng. Được không ạ? Thiên lương trong sáng. Được không? Cái số 2 đó chính là thiên lương trong sáng. Vượt lên trên tất cả mọi thứ và tất cả những cái thứ mà thể hiện cho những cái hành động cũng như là cái tâm trạng của nhân vật này, chúng ta thấy rằng Quản Ngục là một người có bản tính cực kỳ lương thiện. Trong lòng ông thì lúc nào cũng day dứt, bởi vì ông tự nhủ với mình là có lẽ lão Bát này là một người khá đây. Có lẽ lão cũng như mình chọn nhầm nghề mất rồi. Được không ạ? À, ông không phải là mơ hồ đâu ạ. Mà bản thân ông nhận thức được là hình như mình chọn nhầm nghề mất rồi. Được không nào? Hình như là mình chọn nhầm nghề mất rồi. Đúng không? Và viên quản ngục hoàn toàn có thể dùng uy lực và quyền lực để ép Huấn Cao cho chữ, nhưng không. Ông muốn xin chữ bằng tất cả tấm lòng của một người yêu chữ, yêu cái tài cơ. Chứ không, ông không muốn bắt người ta là gì ạ? À, ông không muốn bắt người ta là phải cho mình cái này, bắt buộc phải cho mình cái này. Không dùng vũ lực, không dùng uy lực, không dùng vũ lực tra tấn để bắt Huấn Cao cho chữ. Để bắt Huấn Cao cho chữ. Không, không làm như thế ạ. Mà ông ấy dùng cái gì ạ? Ông ấy dùng cái sự kính trọng của mình, tình yêu say mê đối với cái đẹp của mình. Đúng không ạ? À, và sau đó khi mà Huấn Cao đã hiểu ra được tấm lòng của viên quản ngục và đồng ý cho viên quản ngục chữ thì ông đã rất xúc động. Đúng không ạ? Viên quản ngục cứ run run, rất là xúc động. Viên quản ngục rất run run và xúc động. Đúng không ạ? À, chúng ta thấy rằng là sau đó thì ông đã nói trước cái lời khuyên của Huấn Cao rằng là khi mà Huấn Cao khuyên rằng là nên bỏ cái nghề này đi, bởi vì cái nghề này thì không phù hợp với ông ấy đâu, thì ngục quan cảm động vái người tù một vái, chắp tay nói một câu mà dòng nước mắt rỉ vào miệng làm cho nghẹn ngào: kẻ mê muội này xin bái lĩnh. Được không ạ? Kẻ mê muội này. Được không nào? Kẻ mê muội này xin bái lĩnh. Kẻ mê muội này xin bái lĩnh. Rất là xúc động. Phải không ạ? Xúc động bởi vì trong cái giây phút đó là cái giây phút cuối cùng, gần như là cái giây phút cuối cùng của Huấn Cao rồi. Thì viên quản ngục đã được Huấn Cao tặng cho chữ, đi cùng với đó là một cái lời khuyên. Bởi vì hơn ai hết thì Huấn Cao hiểu rằng là tuy sống bằng cái nghề độc ác, nhưng viên quản ngục là một con người biết quý trọng cái co tài, biết yêu cái đẹp, trân trọng cái đẹp, biết nghe theo lời khuyên bảo của Huấn Cao để trở về với cái thiện và giữ lấy cái đẹp. Thú chơi chữ, viết thư pháp, tao nhã thanh lịch như vậy, nó hoàn toàn đối nghịch với công việc của quản ngục. Và sự tương phản gay gắt này đã làm nổi bật tâm hồn thanh khiết và cao quý của ông. Giữa bầu trời tăm tối ấy, có thêm một vì sao bên cạnh ngôi vị, bên cạnh ngôi sao tỏa sáng rực rỡ là Huấn Cao. Trước cái đẹp, con người biết trân trọng, khao khát vươn lên cũng là một nhân cách cao đẹp. Nếu Huấn Cao chính là người tạo ra cái đẹp, thì quản ngục chính là người sinh ra để thưởng thức cái đẹp. Vậy bởi lẽ đó mà cái đẹp cứ sinh ra và ở mãi với cuộc đời này. Được không ạ?
Và với cái cách kết thúc như thế này, chúng ta cũng có một cái niềm tin rất là mãnh liệt. Bằng gì ạ? Bằng cái sự lương thiện của mình, bằng cái thiên lương trong sáng của mình. Thì sau đó, rất là có thể là sau đó, viên quản ngục sẽ từ bỏ cái công việc này để gì ạ? À, để về sống đúng với bản ngã của bản thân mình, là một con người rất là lương thiện và cực kỳ yêu cái đẹp. Ok không ạ? Các bạn thân mến, thì đó là về nhân vật viên quản ngục. Vậy là các bạn nhìn thấy ở đây, chúng ta thấy rằng là khi mà tìm hiểu về nhân vật viên quản ngục thì cũng không có quá nhiều thứ mà chúng ta khiến cho chúng ta đau đầu. Như chị đã nói, chúng mình chỉ cần nhớ cái cấu trúc để phân tích nhân vật thôi. Nó sẽ bao gồm những cái ý như thế này: cách giới thiệu này, về lai lịch ngoại hình, về tính cách phẩm chất. Thì cái tính cách phẩm chất này có thể được thể hiện qua diễn biến tâm trạng, hoặc là có thể được biểu hiện qua những cái hành động, đúng không ạ? Thế thì đây, các bạn nhìn vào đây các bạn sẽ thấy. Sau đó đây ạ, chúng mình có trong này, được không nào? Đây, lai lịch ngoại hình của viên quản ngục này. Phẩm chất của viên quản ngục thì sẽ có hai cái nét tính cách chính, đó là say mê cái đẹp, biết quý trọng cái đẹp và cái tài, và là một con người có thiên lương trong sáng. Ok chưa nào? Rồi, thì đấy là cái nhân vật số 2 ở trong tác phẩm Chữ Người Tử Tù của nhà văn Nguyễn Tuân. Bây giờ thì còn thêm một cái phần nho nhỏ nữa mà chị sẽ đi cùng với các bạn ở trong cái tiến trình bài học ngày hôm nay. Đó là chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về một cái cảnh rất là đắt ở trong truyện ngắn Chữ Người Tử Tù của nhà văn Nguyễn Tuân. Đó chính là cảnh cho chữ các bạn nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về một trong số những cái cảnh rất là đắt. Đó chính là cảnh cho chữ. Ok không ạ? Cảnh cho chữ, được không ạ? Cảnh cho chữ. Được không? Ok chưa? Cảnh cho chữ nhá. Đây là một trong số những cái chi tiết rất là đắt giá trong truyện ngắn Chữ Người Tử Tù của nhà văn Nguyễn Tuân. Được không ạ? Rồi, bây giờ sẽ cùng bắt đầu này. Bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhé. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về các cái yếu tố. Đó là thời gian xảy ra cảnh cho chữ. Đó là vào bao giờ nhỉ các bạn nhỉ? Thời gian nào? À, đêm trước khi Huấn Cao ra pháp trường chịu án chém. Được không ạ? Đêm trước khi Huấn Cao ra pháp trường chịu án chém. Được không ạ? Và đó là cái thời điểm mà gì? Khi chỉ còn vẳng có tiếng mõ trên vọng canh. Được không ạ? Rồi, địa điểm. Bây giờ thời gian này, không gian này. Không gian là gì nhỉ các bạn nhỉ? À, trong phòng giam. Trong phòng giam của trại giam Tỉnh Sơn. Đúng không ạ? Nói chung là trong một cái phòng giam tăm tối, chật hẹp. Người ta nói rằng là có hai cái nơi mà rất là ít, tức là họ không muốn gặp nhau ở hai cái nơi đó. Một là bệnh viện và hai là nhà tù. Thì ở đây chúng ta lại có một cái cuộc gặp gỡ, chúng ta lại có một cái khung cảnh diễn ra trong không gian của nhà tù, đúng không ạ? Một cái căn buồng tối chật hẹp và ẩm ướt. Thế nên là từ hai cái này người ta mới nói rằng là đây là cái cảnh tượng xưa nay chưa từng có. Cảnh tượng xưa nay chưa từng có. Được không nào? Đó là cái cuộc gặp gỡ giữa hai con người ở hai cái thế dường như là đối lập với nhau. Một bên là kẻ tử tù Huấn Cao đấy ạ, đúng không ạ? Đại diện cho tầng lớp bị trị là những cái người nông dân nghèo khổ trong xã hội lúc bấy giờ. Thứ hai là tầng lớp thống trị. Thì chúng mình thấy rằng là tầng lớp thống trị này ấy, thì đại diện đó là viên quản ngục. Được không nào? Đó, những cái con người xuất hiện trong cái cuộc gặp gỡ này cũng đã gọi là gây ra cái sự đặc biệt rồi. Phải không ạ? Đây là cái cảnh tượng mà xưa nay chưa từng có.
thân phận và hành động của những người cho chữ và nhận chữ rất là đặc biệt, xây dựng trên những cái cặp phạm trù đối lập nhau, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng đó là cái sự đối lập giữa ánh sáng và bóng tối, đó là cái sự đối lập giữa cái tốt và cái xấu, đó là sự đối lập giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. Và đây người ta coi là cái tình huống rất là độc đáo được xây dựng ở trong cái cảnh cho chữ nằm ở phía cuối tác phẩm này, được không ạ? Và chính cái cảnh cho chữ này nó cũng chính là nút gỡ để người đọc mong ngóng từ đầu câu chuyện có thể gỡ ra được cái nút thắt giữa người tử tù Huấn Cao và viên coi ngục. Tình huống đã lên tới đỉnh điểm khi mà viên quản ngục bỗng nhận được công văn về việc là xử tử những cái tên phản loạn, trong đó có Huấn Cao. Viên quản ngục đã giải bày tâm sự của mình với thầy thơ lại ngay sau đó. Và khi mà thầy thơ lại nói lại cái điều này với Huấn Cao thì Huấn Cao biết được tấm lòng của người kia nên đã đồng ý cho chữ. Và đêm hôm đó, trong một cái căn buồng tối chật hẹp với ánh sáng đỏ rực của một tấm bó đuốc tẩm dầu, một cảnh tượng xưa nay chưa từng có đã diễn ra. Không phải là một cái không gian có trăng thanh gió mát, không phải là một cái không gian có rượu ngon bạn hiền, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta thường thấy là người ta viết thư pháp thì trong một cái khung cảnh mà người ta phải cảm thấy thoải mái, đúng không ạ? Ít nhất là phải có trăng, có gió, có rượu, có bạn hiền. Nhưng mà đây không phải là như vậy. Cái không gian là nơi ngục tù tối tăm, thế nhưng mà ngay tại nơi này thì cũng đã nảy sinh ra những cái điều cực kỳ kỳ diệu. Thời gian ở đây cũng gợi cho chúng ta cái tình cảnh của kẻ tử tù. Đây có lẽ là đêm cuối của người tù, người cho chữ, và cũng chính là những cái giờ phút cuối cùng của Huấn Cao. Và trong hoàn cảnh ấy thì một người tù cổ đeo gông chân phương xiềng đang ung dung đĩnh đạc đậm tô nét chữ trên tấm lụa trắng tinh. Được không ạ? Người cho chữ này, người cho chữ là kẻ tử tù, được không ạ? Chân đeo gông, cổ đeo gông, chân vướng xiềng, đang ung dung đậm tô nét chữ. Đang ung dung đậm tô nét chữ, được không ạ? Cổ đeo gông, chân vướng xiềng, đang ung dung đậm tô nét chữ. Và chúng ta thấy rằng là trong khi ấy thì viên quản ngục và thầy thơ lại thì khúm núm, run rẩy. Rồi thầy thơ lại, viên quản ngục thì lại đang run rẩy, khúm núm, được không ạ? Rồi chúng ta thấy rằng là dường như là cái trật tự xã hội đang bị đảo lộn. Viên quản ngục đáng lẽ phải ở cái thế là hô hào răn đe kẻ tù tội, thế nhưng trong cảnh tượng này thì tù nhân lại trở thành người răn dạy ban phát cái đẹp. Hay nói đúng hơn là cái đẹp sẵn sàng lên ngôi ở bất cứ hoàn cảnh nào khi mà còn tình yêu của con người dành cho nó, đúng không nào? Chúng ta thấy rằng là vẻ đẹp của hình tượng nhân vật Huấn Cao được bộc lộ một cách chói sáng và rực rỡ nhất ở trong cái chi tiết này, trong cái hoàn cảnh này, trong cái đêm cho chữ cho viên quản ngục. Và cảm hứng lãng mạn mãnh liệt trước một cái cảnh tượng xảy ra trưa nay chưa từng có đã khiến cho Nguyễn Tuân thỏa sức thể hiện, sử dụng vốn ngôn từ phong phú sắc sảo của ông với những lớp ngôn từ vừa trang trọng cổ kính, vừa sống động, vừa như có hồn, có nhịp điệu riêng và giàu sức truyền cảm. Bút pháp dựng người dựng cảnh của nhà văn đạt đến mức điêu luyện. Những cái nét vẽ của nhà văn trong đoạn văn này rất giàu sức tạo hình. Thủ pháp tương phản được sử dụng rộng rãi và có hiệu quả đã làm nổi bật hơn bao giờ hết vẻ đẹp trang trọng, uy nghi, rực rỡ, hào quang bất tử của hình tượng nhân vật Huấn Cao. Cảnh cho chữ chính là sự chiến thắng. Đây chính là sự chiến thắng của gì nhỉ? Của ánh sáng với bóng tối. Đây là sự chiến thắng của gì nhỉ? À, của cái đẹp trước những cái xấu xa tàn ác, phải không ạ? Và chúng ta thấy rằng là chính cái điều đó đã là cái gì ạ? À, đã là một cái sự tôn vinh cho cái đẹp, cái thiện và nhân cách cao cả của con người. Và rõ ràng là bản thân Nguyễn Tuân đã vẽ ra trước mắt của người đọc về một cái khung cảnh mà người ta nói rằng là quả thực là xưa nay chưa từng có và chỉ có thể thấy được ở trong tác phẩm của Nguyễn Tuân mà thôi, là một cái điều hoàn toàn là hợp lý. Ok không nào?
Các bạn ơi, thì đó là những cái thông tin liên quan tới cái cảnh cho chữ mà chị muốn có thể được chia sẻ cùng với các bạn. Vậy là ở trong cái khuôn khổ của buổi học ngày hôm nay, chị đã cùng với các bạn đi tìm hiểu về hai cái vấn đề quan trọng. Thứ nhất, chúng mình đã cùng với nhau lượt lại một số những cái thông tin về nhà văn Nguyễn Tuân. Cái số 2 là cái vấn đề đầu tiên chúng ta cùng giải quyết. Chúng ta đã cùng nhau đi phân tích về một trong số những cái nhân vật thứ chính, đúng không ạ? Song song cùng với nhân vật Huấn Cao, đó chính là nhân vật Viên Coi Ngục. Và sau đó thì chúng mình đã cùng với nhau đi tìm hiểu về cái cảnh cho chữ, là một trong những cái cảnh tượng đắt giá mà Nguyễn Tuân đã vẽ ra ở trong cái tác phẩm của mình, giống như là một cái nút mở cho cả một cái gọi là gì ạ, cho cả tất cả những cái sự hiểu lầm trước đó ở trong cái câu chuyện này giữa hai cái nhân vật, đó là Huấn Cao và Viên Quản Ngục. Và đây cũng là một trong số những cái cảnh tượng mà Nguyễn Tuân đã sử dụng tối đa cái ngòi bút của mình để khiến cho bản thân độc giả cảm thấy cực kỳ là ấn tượng bởi cái cảnh này, được không ạ? Đây là một cái sự khẳng định cho sự chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối, là một cái sự khẳng định cho sự chiến thắng của cái đẹp trước cái xấu, là một cái sự khẳng định cho sự chiến thắng của thiên lương trước tất cả những cái bóng tối nhơ nhuốc, xấu xa, tàn ác, được không ạ? Rồi thì các bạn ơi, đấy là tất cả những cái gì mà chị muốn chia sẻ cùng với các em ngày hôm nay. Không biết là bây giờ thì các bạn có còn muốn đặt ra một cái câu hỏi nào đó cho chị hay không liên quan tới cái tác phẩm này. Chị thấy rằng là đây cũng là một trong số những cái chuyện ngắn mà chúng ta thấy nó mang cái hơi hướng của giá trị thuộc về quá khứ, đúng không ạ? Em nghe thì bản thân các bạn sẽ cảm thấy nó hơi bị cổ một chút, bởi vì đúng, bản thân Nguyễn Tuân là đang muốn xây dựng cái phong vị trong những cái tác phẩm của mình ở cái tập Vang Bóng Một Thời này là như vậy, được không ạ? Chứ không phải là ông ấy muốn xây dựng những cái vẻ đẹp của hiện đại như chúng mình đã chia sẻ cùng với nhau rồi. Vang Bóng Một Thời là cái tập truyện mà bản thân Nguyễn Tuân đi tìm về những cái vẻ đẹp giá trị của quá khứ. Ok không ạ? Các bạn hết sức lưu ý giúp cho chị cái này nhá, được chưa nào? Các bạn hết sức lưu ý giúp cho chị cái này. Thế nên nó mang phong vị của quá khứ là một cái điều đúng thôi. Và bản thân Nguyễn Tuân đã làm rất 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 là thành công cái đó luôn. Ok chưa ạ? Rồi, chị cũng đã nói với các bạn ở trong cái phần này là nếu như mà chúng ta một phân tích một cái nhân vật thì chúng ta phải làm như thế nào rồi. Vậy là chúng mình đã cùng với nhau học xong về chữ người tử tù của nhà văn Nguyễn Tuân rồi. Để chị xem lại cái thời khóa biểu xem là sau khi mà học xong chữ người tử tù của nhà văn Nguyễn Tuân thì chúng mình sẽ học tiếp chuyện ngắn nào để các bạn sẽ chủ động, các em sẽ chủ động chuẩn bị nhá. À, học xong chữ người tử tù thì chúng mình sẽ chuyển sang Hạnh Phúc Một Tang Gia của tác giả Vũ Trọng Phụ. Đây cũng là một trong số những cái phân đoạn rất là hay của tiểu thuyết Số Đỏ của Vũ Trọng Phụ. Thế nên là chị nghĩ rằng là các bạn cũng có thể dành thời gian để các bạn đọc trước cái tác phẩm này. Sau đó thì chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu nhá, được không nào? Ok không ạ? Còn ngày hôm nay thì có lẽ là chúng mình sẽ tạm thời dừng phần phát trực tiếp buổi học ngày hôm nay tại đây thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã lên học cực kỳ chăm chỉ. Các em cũng đã sắp thi học kỳ 1 rồi đúng không? Giống như hôm qua chị nói ấy, thì những bạn nào mà đã có đề cương của trường rồi thì hãy nhanh chóng gửi đề cương lên trên group lớp để chị cùng với các chị trợ giảng có thể tổng hợp lại những cái phần kiến thức đó, và sau đó thì có thể biên soạn một cái bộ đề cương đầy đủ nhất cho các em để phục vụ cho các bạn ôn tập hết học kỳ 1 này nhá. Thêm vào đấy thì chị cũng lưu ý với các bạn rằng là có một cái điều rất là quan trọng, đó chính là nếu như mà lần này bạn nào đạt số điểm cao nhất trong cái kỳ thi cuối học kỳ 1 này thì team học văn chị Hiên sẽ có thưởng cho các bạn, thưởng nóng luôn. Đấy, thế nên là tất cả mọi người sẽ cùng cố gắng nha. Ok không nào? Được không các em? Ok nha. Rồi các bạn ơi, vậy thì buổi ngày hôm nay chúng mình sẽ tạm thời dừng tại đây nha. Nếu như mà các bạn có câu hỏi gì thì các em có thể nhắn tin, các em có thể nhắn tin cho chị, được không ạ? Các em có thể nhắn tin cho chị hoặc là các bạn có thể nhắn lên trên group lớp thì chúng ta sẽ cùng với nhau giải quyết. Chị biết là ngày hôm nay thì có một số bạn bị cấn lịch, nhưng mà không có vấn đề gì hết, các em hoàn toàn có thể chủ động xem lại mà, đúng không ạ? Rồi, các bạn ơi, ok chưa? Xong chưa? Nhớ ghi bài đầy đủ, ghi chép bài đầy đủ nhá. Và thời điểm này là cái thời điểm mà thời tiết thì thay đổi rất là thất thường, nên là các bạn cũng phải chú ý sức khỏe nha. Chứ không nếu mà ốm ra đấy là không có sức khỏe để học đâu đấy. Biết chưa nào? Bài tập về nhà thì sau buổi ngày hôm nay sẽ có bài tập về nhà dành cho các bạn, thì các em nhớ hoàn thành bài tập chăm chỉ nhá. Hôm vừa rồi chị Thảo cũng có nói với chị là có một số bạn lười làm bài tập lắm. Thì điều đấy cũng là một cái điều rất là đáng buồn, bởi vì tại sao mà các em lại không chăm chỉ làm bài tập nhở? Và trong khi đấy là quyền lợi của các em luôn ấy.
Nên là chị mong là các bạn sẽ cố gắng nhá, được không? Rồi, ok, chúng mình sẽ tạm dừng bài học ngày hôm nay tại đây. Bây giờ thì cho chị gửi lời chào tạm biệt tới tất cả các bạn. Chúc các bạn một lát nữa sẽ đi ngủ thật là ngon nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những buổi học tiếp theo. Bye bye!